Bạn hỏi câu thứ hai, điều hai, gia đình con trước kia sống rất hạnh phúc, giờ đây nhiều yếu tố tác động vào khiến tình cảm của bố mẹ con xuống đi xuống. Con phải làm gì để bố mẹ con có thể hàn gắn lại hạnh phúc như trước ạ? Bạn có thể làm một cái cây cầu kết nối. Thì chắc chắn bạn này đang là sinh viên rồi, thì đây là khóa tu sinh viên các bạn hỏi. Thì bạn có thể những ngày nghỉ bạn có thể đi về gần gũi bố mẹ, và bạn chính là gì, sống làm sao bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, và để bạn gì làm cái người kết nối giữa cha và mẹ. Ở với cha thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì, những lời hay ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì, cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình á, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để, và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình, cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện. Đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt mà điều xấu lại trở nên, lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ? Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì? Ở trên một một đoạn đường nhựa, mà bông hoa sen đó, mà bạn không thể trồng một cái gì, một cái củ sen, mà mong một gì? Nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì, một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì, trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì, một cái sông bê, sân bê tông, hoặc là sân gì, sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì? Bạn không thể nào mà gì mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì? Bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tức là Phật pháp ở tại thế gian này, không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy. Không thể nào mà gì không qua rèn luyện tôi giũa ở trong cuộc sống này mà bạn gì, bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa? Mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không? Cho nên á, đây cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh ở ký túc xá, ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì, những người chung quanh bạn có người không hiểu, lại còn ngược lại còn nói bạn thế này thế khác là bày đặt. Nhìn thế mà cũng gì bày đặt. Nhà nghèo lại còn gì, lại đòi gì ra dáng vân vân chẳng hạn. Đại khái là như thế. Đã không có lại còn gì, còn cho kẻ ăn xin. Hàng tháng phải gì xin tiền bố mẹ mà gì, để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày. Đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì, bạn muốn phóng sinh. Các bạn mình nói nhà đã nghèo, bố mẹ đã gì, hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn thì không biết thương bố mẹ, là còn thì còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh, vân vân và vân vân. Đó có thể là gì? Vì các bạn của mình là chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc là gì, cho cái người ăn xin 5.000, 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi đã là cứu gì? Đã cứu đói cho một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì, một bữa đói, cho họ được một bữa no. Đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác, Đức Phật nói gì, cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên á, việc thiện ta cảm thấy ta làm ta ăn vui trong lòng, ta cứ thế ta làm, chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của
của bạn bè, của những người sống xung quanh chúng ta. Phật dạy chúng ta sống về gì? Đừng có để ý tới nó. Nếu ưa thích nghe tiếng khen thì lòng kiêu căng, ngã mạn chúng ta sẽ nổi lên. Nếu á ghét nghe tiếng chê thì á cái tâm bồ đề của chúng ta sẽ không lớn. Giống như vậy, củ sen, giống sen nó phải trồng vào trong bùn lầy tanh hôi thì nó mới gì? Nó mới đâm chồi nảy lộc và nó mới gì? Đâm nụ nở hoa. Bạn có hiểu chưa? Đó, cho nên thì qua câu trả lời như vậy, thời gian nó không còn nữa, nhưng mong bạn thì hãy động não, suy nghĩ một chút, dùng tâm mà suy nghĩ một chút, và trong cuộc sống bạn hãy cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa, thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhiều hơn trong tương lai. Thế hôm nay thì giờ đã hết, toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.